Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người tử vong, công an quận 10 vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ cháy 3 căn nhà trong hẻm đường Cách mạng tháng 8. Theo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PC07, công an thành phố Hồ Chí Minh đã có 7 người thoát được trong vụ cháy nhà, 4 người tử vong gồm Nguyễn Thị Hồng Xuân 46 tuổi, Lê Thị Hồng Tuyết 47 tuổi, Trần Quốc Cường 38 tuổi và Lê Hoàng Dũng 56 tuổi. Theo hàng xóm, trong các nạn nhân tử vong thì ông Dũng và bà Tuyết là anh em ruột, Cường là bạn của Tuyết từ nơi khác đến chơi ở lại, Xuân là em dâu của Dũng ghi nhận con hẻm dẫn vào hiện trường vụ cháy khá dài, căn nhà nơi khói lửa bùng lên đầu tiên bề ngang chừng 4m, dài hơn 10m, kết cấu một trệt một lầu, hẻm phía trước chừng 1 đến 2m. Do căn nhà có hai lớp cửa, trên lầu 1 có hàn nhiều thanh sắt kiên cố như chuồng cọp nên việc tiếp cận dập lửa gặp khó khăn. Đứng gần hiện trường, bà Hoàng 54 tuổi, ngụ quận 10 vẫn chưa hết hốt hoảng sau vụ cháy, người phụ nữ cho biết khoảng 3 giờ sáng, nhiều tiếng la hét thất thanh từ con hẻm khiến nhiều hàng xóm tròn tỉnh. Một số người chạy ra thì thấy căn nhà 623 trên 20 trên 19 cách mạng tháng 8 đang bốc cháy dữ dội. Người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu và huy động bình cứu hỏa, vòi xịt nước tiếp cận khống chế. Lúc cháy đang còn nhỏ, có một người từ trên lầu phá được khung sắt và bồng theo em bé thoát được ra ngoài, bà Hoàng nói. Bà TT 59 tuổi sống gần hiện trường cho rằng, căn nhà cháy có ba anh em sinh sống. Thời gian gần đây, một số người xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp việc bán ngôi nhà do cha mẹ để lại. Tuy nhiên, căn nhà này do cha mẹ để lại để cho ai khổ thì về ở. Các tranh chấp từng được Phương hòa giải hai lần. Một người anh sống ở căn nhà trước đây từng nhiều lần dọa đốt nhà. Bà Tê nói và bày tỏ nghi ngờ về việc một trong số nạn nhân đã phóng hỏa. Bên cạnh đó, một nguồn tin khác cho biết một người trong nhà đã khóa cửa, châm lửa đốt. Tuy nhiên, thông tin này vẫn đang được kiểm chứng xác minh. Ông Nguyễn Thanh Toàn, 41 tuổi, người bị thiệt hại do vụ cháy cho biết, khoảng rạng sáng khi cả nhà đang ngủ thì nghe hàng xóm đập lửa kêu cháy lớn. Lúc đó tôi cùng vợ và hai con mở cửa chạy ra, chỉ kịp dắt hai chiếc xe máy ra ngoài và bất lực nhìn đám cháy thôi, chứ không thể làm gì. Ông Toàn nói và cho biết, chỉ kịp chạy ra ngoài và không mang theo được bất kỳ giấy tờ tùy thân ra khỏi đám cháy. Theo ông Toàn, lửa lúc đó từ căn nhà 623 trên 20 trên 19 cháy lan sang và cháy đã rất lớn rồi. Lúc đó những hàng xóm của ông Toàn cũng mở nước, nhưng nước vòi của người dân thì không đủ lớn để dập lửa được vì cháy đã bùng lớn. Người đàn ông buồn dầu cho biết đám cháy từ nhà hàng xóm lan sang gác của nhà mình và đã thiêu dụi hoàn toàn căn nhà, không còn gì cả. Ông Toàn mong muốn cơ quan chức năng xem xét trường hợp của mình để có thể an cư tại chính căn nhà này ghi nhận căn nhà một trệt một các lửng của ông Toàn đổ sập, toàn bộ đồ đạc tài sản bên trong cháy rụi. Khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã đến động viên thăm hỏi gia đình của bốn người tử vong trong vụ cháy tại con hẻm 623 Cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10. Tại đây, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu chính quyền địa phương tạo điều kiện tối đa cho người nhà các nạn nhân trong vụ cháy sớm ổn định cuộc sống. Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm hỏi, động viên ông Toàn cũng như yêu cầu cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ để gia đình ông Toàn sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, bí thư cũng trao một số tiền hỗ trợ cho ông Toàn. Tại đây, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã quan sát, kiểm tra hiện trường căn nhà cháy, đồng thời bày tỏ cảm thông sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân. Báo cáo của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC07 Lúc 4 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Khoảng 5 phút sau, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 11 chi viện đến triển khai một lăng A chữa cháy tại số nhà 623 trên 20 trên 21. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 4 giờ 23 phút. Diện tích cháy ước tính 101m2, gồm căn nhà số 623 trên 20 trên 21, 50m2, tầng 1 căn nhà số 623 trên 20 trên 19, 51m2. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật căn cước sẽ chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới của luật căn cước là việc người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước. Nhằm triển khai quy định trên, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Cụ thể, dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước. Ngoài ra, ở mặt trước sẽ có một số thay đổi như số chuyển thành số định danh cá nhân. Mục quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, đổi thành nơi cư trú và chuyển về mặt sau của căn cước thay vì mặt trước như hiện nay. Chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội thành Bộ Công an. Ngoài ra, như quy định tại luật căn cước mới thì thông tin về đặc điểm nhận dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải không còn thể hiện trên căn cước. Tương tự, mã QR code cũng được chuyển sang mặt sau của thẻ thay vì mặt trước như hiện nay. Thông tin trong mã QR code bao gồm họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân của chủ hộ, cha, mẹ, vợ, chồng, con, số chứng minh nhân dân chín số nếu có, số định danh cá nhân đã hủy nếu có. Về mẫu chứng nhận căn cước có hình chữ nhật, kích thước 125 x 170 mm và nội dung giấy chứng nhận căn cước gồm: bên trái từ trên xuống hình quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 15 mm ảnh của người được cấp giấy chứng nhận căn cước cỡ 25 x 33 mm, mã QR code kích thước 18 x 18 mm, ô vân tay ngón trỏ trái, ô vân tay ngón trỏ phải. Bên phải từ trên xuống, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, dòng chữ chứng nhận căn cước, số đăng ký chứng nhận, họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nơi ở hiện tại. Họ, chữ đệm và tên cha, quốc tịch, họ, chữ đệm và tên mẹ, quốc tịch, họ, chữ đệm và tên vợ, chồng, quốc tịch, họ, chữ đệm và tên của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, người được giám hộ, quốc tịch, thời hạn sử dụng đến ngày, tháng, năm, giám đốc công an. Cũng theo quy định của luật căn cước mới thì với trẻ dưới 14 tuổi khi có nhu cầu có thể được cấp căn cước theo đó, người dưới 14 tuổi hoặc cha, mẹ, người giám hộ của người dưới 14 tuổi có quyền đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước. Trong đó, với trẻ em từ 0 đến 6 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công. Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh chắc học đối với người dưới 6 tuổi. Còn với người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đưa người đó đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh chắc học theo quy định. Tại dự thảo thông tư quy định rõ hai mẫu căn cước để xem xét cấp cho người từ 0 đến 6 tuổi và từ 6 tuổi trở lên. Trong đó, mẫu đề xuất dành cho người từ 0 đến 6 tuổi sẽ không có ảnh trên căn cước. Vừa qua, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 công an thành phố Hà Nội lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên phố Lò Đúc để đảm bảo công tác kiểm tra xử lý hiệu quả, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với những người điều khiển xe máy ô tô có biểu hiện nghi vấn. Sau khi kiểm tra nhiều người điều khiển xe máy và ô tô, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, tổ công tác phát hiện xe máy biển số 30K397XX do ông TVB ở quận Hai Bà Trưng Hà Nội điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Ban đầu ông B không chịu hợp tác kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông này thừa nhận buổi trưa cùng ngày đã sử dụng vài chén rượu thuốc để chữa bệnh đau lưng. Sau đó, người đàn ông này mang cả chai rượu thuốc cất trong cốp xe máy ra cho cán bộ tổ công tác xem, liên tục xin được bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác sau đó đã thuyết phục ông B chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông B vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,048mg trên 1 lít khí thở. Tiếp đến, khoảng 14 giờ 40 phút, tổ công tác yêu cầu ông KVD, sinh năm 1970, quê Hà Nam, điều khiển xe máy biển số 90H485.XX, dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả cho thấy, vi phạm của ông D là 0,036mg trên 1 lít khí thở. Phân trần với tổ công tác, ông D cho biết sáng cùng ngày ông có uống vài chén rượu, ông không ngờ tới chiều trong cơ thể vẫn còn nồng độ cồn. Khoảng 15 giờ, tổ công tác phát hiện tài xế LQH, sinh năm 1970 ở Hà Nội, điều khiển xe máy biển số 30F467.XX, có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu tài xế dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế X vi phạm ở mức 0,252mg trên 1 lít khí thở. Anh Hát cho biết trước cùng ngày cơ quan anh tổ chức khai xuân, anh đã uống một chén rượu, sau đó do phải giao hàng gấp nên anh đã điều khiển xe máy khi trong người có nồng độ cồn. Với mức vi phạm trên, cả ba người này sẽ bị xử phạt 2,5 triệu đồng một người, bị tước giấy phép lái xe 11 tháng và tạm giữ phương tiện tới 7 ngày làm việc. Chiều cùng ngày, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã kiểm tra phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đây đều là các trường hợp tài xế xe máy vi phạm Thiếu tá Nguyễn Mậu Trung, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 cho hay, ngoài việc bố trí lực lượng phương tiện tăng cường hướng dẫn, điều tiết phòng ngừa ùn tắc giao thông, các đơn vị cũng thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát còn kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc tai nạn giao thông, tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn nhằm phòng ngừa tai nạn. Theo số liệu của Công an Hà Nội, số trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội trong ngày đầu Tết Giáp Thìn 2024 giảm rất mạnh so với cùng thời điểm Tết Quý Mão 2023. Trong dịp Tết vừa qua, Công an Hà Nội đã tổ chức 14 tổ công tác 141 và 22 đội công tác thành lập các tổ kiểm tra cùng với Công an các quận, huyện vào cuộc kiểm tra các vi phạm nồng độ cồn thời gian tới cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng thực hiện quyết liệt việc kiểm soát xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực tiến tới hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe